Hello, chào buổi sáng cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã trở lại kênh Nhân Xuân TV nha. Hiện tại em đang đứng ở cổng sau An Hòa Tự nha. Chào cô chú anh chị có đi lễ ngày 18 tháng 5 á, trong những ngày lễ á, là cổng sau An Hòa Tự á, có cơ sở nhang của Kim Tho, cô chú anh chị đây là phát bánh mì với cà phê cho đường miễn phí nha. Cô chú anh chị có đi á, đừng ghé đây nha. Cho đây ăn khỏi tốn tiền nha. Dạ. Này để em quay quay cho được. Đây các bà con đang đi viếng nhé. Vô lấy cái đổi cho tôi này ra khỏi chân đây. Quay cho đường bánh mì miễn phí của chú anh chị. Trong nhà đang làm bánh mì. Chào đường cà phê bánh mì miễn phí của chú anh chị. Đây cũng sao An Hòa Tự nha. Đây cơ sở nhang Kim Tho. Đây chú với mấy anh này phụ vô ăn tiếp. Bà Tám ném mì chổng hả bà Tám? Ném mì chổng hả? Còn bột bà Tám vẫn phát vô. Cà phê ngon lắm nha cô chú anh chị. Lấy đi, lấy đi. Đó, lấy đi. Còn đi giếng đi chung phái đoàn á, lấy là chục ổ, 5-6 ổ vậy. Hai ly cà phê. Đây cũng sao An Hòa Tự của chú anh chị. Đây 4 ổ anh mì hả chú Nam? Mấy ly này? 7 ngàn hả? 7 ngàn ly. Báo gì? Nó bán chi tới 7 ngàn. Mấy ngàn. Cái gì? Em không có tiền mua ly. Dạ, không. Cái này chắc bắt vốn người ta hết quá. Nó 7 ngàn là 7 ngàn ly chứ không phải là 7 ngàn một ly. Này đãi là 3 ngàn ly của chú anh chị. Đúng rồi, có móc tiền ra đó, móc tiền đâu đưa. Ra đường. Ra đường. Có chó cũng đường. Cái này hơn đắt quá. Cái tại cái đó tôi mới sớm xuống, gà đó không sao. Cái đó thuốc nam đó. Cái đó thuốc nam á. Đó luôn. Ra đường phải không? Cái này chờ bánh mì miễn phí của chú anh chị. Cô chú anh chị nhớ đi ghé đây nha. Ghé là miễn phí nha. Hồi đêm hôm em không biết em ghé vô uống ly hồng mà 20 ngàn á. Gớt nước mắt không? Bánh mì đem ra hoài hoài luôn nha. Có bột, cô uống gì? Hai ly cà phê hả? Hai ly cà phê.
Miễn phí của chú anh chị. Em mới đòn này của chú anh chị. Đây là bốn á, bốn làm miễn phí đây nha, nhà máy luôn á, làm từ thiện á, một ngày là 3.000 ổ bánh mì á, 7.000 cái ly á, đủ rồi. Đây cũng sao An Hòa Tự nha, đang ngã ba luôn á. Tại còn sớm lắm, chú ơi. Cô chú anh chị có thời gian á, rảnh nó xuống đây sớm rồi phụ cũng ở đây làm thiện cũng được. Đây cũng bà con ở trên xã dẫn xuống rồi, cũng đông. Đây giờ đến chắc đông nha cô chú anh chị. Chiếc xe vừa vọng vô trong ngoài tự quay chu xuống dưới xe đó. Sáng nay phụ đồng đáo đồng châm đầy đầy ok.
chưa hết em gà, hết em gà bà cô chú anh chị. Mày. Khoai quậy bò kia ngon lắm cô chú anh chị. Cái chảo cua năm nay có điều được thắng này, mỗi Tết này. À. Giờ vô đây xét càng rồi. Không ai muốn vô được đâu. Mà vô kiểm xét vậy tìm. Kiểm xét gì nữa rồi. À bắt khảo hả? Về đông rồi. Khoai chị đang phí cô ơi. Thôi bây giờ ông lấy đi nha. Hồi vô kia ra không nổi đâu á. Cái chân mày bị thiếu bên kì vậy? Sao lớn mà chân mày đó. Cà phê chị đồ đi vô cô chú ơi. Cà phê chị đồ bánh mì miễn phí kìa. Đó ly phê đi chú. Kìa ly phê đi. Giá này đừng mưa. Cô chú anh chị kêu đồng đạo đi cho đừng có bị dính mưa. Còn quá không vô đâu làm cho chạy cho phải chạy đường phí rồi không phải đường phí mới nói kìa anh mì nữa kìa không vô được chờ nó thằng nhỏ nó chở nước đá mà không biết được chở nước đá quá cà phê chạy đường mì miễn phí luôn. Đây cũng sao ăn mà tự yêu chú anh chị. Cà phê chị được bánh mì miễn phí luôn nha. Trời ơi, có chạy sáng giờ á. Đó này cho ta trà đường. Đông lắm cô chú chị, này đông lắm nha. Bái trà đường miễn phí luôn nè anh trai ơi. Trà đường không có trà. Giờ đi đông lắm rồi cô chú anh chị.
nước cho đổ xuống lên rồi đưa mông xuống trà bật lăn hai ba cái là tao lại làm việc gì. Đi không sao ăn hòa tự nha, nói lại nha, ăn hòa tự chăn ngã ba luôn. Cô chú anh chị có đi giếng á thì cứ đi thẳng qua đây và miễn phí tất cả nha, miễn phí là miễn phí là cà phê chạy đường thôi nha, cà phê chạy đường bánh mì. Nếu mà này quay là tới chiều luôn chú chị, chứ em sẽ đi vô ăn và tự luôn nha. Chú cũng chính quay cho chú chị xem, có còn đông nữa. Tìm kiểu gì không? Mới trà đường chị ơi, bánh mì. Ai hỏi mày? Chị là chú ơi. Chị xe xe hả? Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn thôi. Thấy không? Bước người quả gì không? Có, có, có. Cái này mua nước đá nha. Bà Tám mới đi nữa rồi hả? Bà Tám đi cho hả? Từ ở đây đầu đây rồi em kịp đi cho đó. Làm từ chiều nha cô chú chị đó. Chỗ hai ông lão ông đó thì cắt trẻ ra nha. Từ chiều từ chiều nhé. Ra đây. Đó. Em sẽ lấy đây ngoài này. Cậu ơi. Đây là để làm nhặt không ai thôi. Ba bánh mì luôn nè ơi.